Xin chào các em, thầy là thạc sĩ Vũ Tiến Thành, chuyên gia toán tiểu học. Rất vui được gặp lại các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000. Thầy có ví dụ sau. Thầy có số 27,687 nhân 10 thì bằng bao nhiêu? Buổi trước chúng ta đã học nhân một số thập phân với một số tự nhiên rồi, đúng không nào? Ta sẽ đặt tính 27,687 nhân 10. Khi nhân một số thập phân với một số tự nhiên, thầy nhắc lại, thì ta nhân giống như nhân với số tự nhiên. Rồi ta đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số, thì dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải qua trái. Ở đây ta có 27,687 nhân 10. Thì nhân một số với 10, ta viết số 0 ở đây. Sau đó nhân tiếp, 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 8 bằng 8, viết 8. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Ta đếm xem ở phần thập phân của số thập phân là thừa số thứ nhất có mấy chữ số. Ở đây có phần thập phân có 1, 2, 3 chữ số. Dùng dấu phẩy tách ra tích 3 chữ số kể từ phải qua trái. 1, 2, 3. Vậy ta được kết quả là 276,870, tức là bằng 276,87. 276,87. Thì các em thấy là nhìn vào đây, ta lại thấy khi nhân số 27,687 nhân với 10 thì ta dịch dấu phẩy sang bên tay phải một chữ số, ta sẽ được là 276,87. Từ đây ta rút ra một kết luận rất quan trọng như sau: khi nhân một số thập phân với 10 thì ta chỉ việc dịch dấu phẩy sang bên phải một hàng số. Thế còn khi nhân một số với 100 thì sao? Chúng ta cùng đến với một ví dụ tiếp theo. Thầy có 38,572 nhân 100. Thầy bằng, ta cũng đặt tính 38,572 nhân 100. Ta kể. Các em đã được học nhân với số tận cùng là các chữ số 0 ở lớp 4 rồi, đúng không nào? 38,572 nhân 100, ta viết trước hai chữ số 0 đây. Sau ta nhân tiếp, 1 x 2 bằng 2, viết 2. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 5 bằng 5, viết 5. 1 x 8 bằng 8, viết 8. Và 1 x 3 bằng 3, ta viết 3. Ta đếm xem ở phần thập phân của số thập phân có mấy chữ số? 1, 2, 3 chữ số. Dùng dấu phẩy tách ra tích 3 chữ số kể từ phải qua trái. 1, 2, 3. Vậy 38,572 nhân 100 được 3857,200, hay là bằng 3857,2. Bằng 3857,2. Thì quan sát ở đây ta thấy là khi nhân 38,572 nhân 100 thì ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai hàng số, ta được 3857,2. Từ đây ta lại rút ra một kết luận rất quan trọng như sau: khi nhân một số với 100, khi nhân một số thập phân với 100, ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Ví dụ 38,572 nhân 100 bằng 3857,2, dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải hai chữ số. Từ đây tương tự thì nhân với 1000 nhân với 10000 thì ta cũng làm tương tự như thế. Vậy kết luận là khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
thì ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 1, 2, 3 chữ số. À, các em nhớ cái kết luận này để chúng ta thực hành làm các bài tập ở phần sau. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành luyện tập. Bài 1 nhân nhẩm. Ở đây có hai phần, phần A và phần B. Thì thầy nhắc lại, muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 thì ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải 1, 2, 3 chữ số. Ở đây phần A 1,4 nhân 10 thì ta thấy đây 1,4 dấu phẩy. Ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải 1 chữ số vì nhân 10 chính là bằng 14. 14,0 thì ta viết là 14. Tiếp tục ta có 2,1 nhân 100 thì ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải 2 hàng số. Ở đây ta hiểu là 2,1 chính là bằng 2,10 nhân 100 chính bằng 210. 7,2 nhân 1000 thì ta thấy là 7,2 chính là bằng 7,200 nhân với 1000 thì bằng 7200. Tương tự phần B, 9,63 nhân với 10 thì dịch chuyển dấu phẩy sang bên này, bên tay phải một hàng số bằng 9,63 nhân 10 bằng 96,3. 25,08 nhân 100 thì ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải mấy hàng số? Hai hàng số bằng 2508. Cuối cùng là 5,32 nhân với 100 nhân với 1000 thì chính bằng 5320. Bài 2, viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm. Ở đây gồm có 10,4 dm, 12,6 m, 0,856 m và 5,75 dm. Thì ta sẽ viết các cái số đo này sang cái số đo có đơn vị là cm. Ta thấy 1 dm thì bằng 10 cm, cho nên là 10,4 dm khi chuyển cm chính bằng 10,4 nhân 10 cm chính là bằng 10,4 nhân 10 tức là bằng 104 cm. Nhân với 10 ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một hàng số. 12,6 m. 12,6 m. Khi chuyển sang cm thì ta lấy 12,6 nhân với 100 tức là bằng 1260 cm. 0,856 m. 0,856 m. Mà chuyển sang cm thì ta lấy 0,856 nhân với 1000. Nhân với 1000 ta dịch chuyển dấu phẩy sang 3 hàng số 1, 2, 3 tức là bằng 856 cm. Và ý cuối cùng 5,75 dm, ta có 5,75 dm. Khi đổi ra cm ta nhân với 10, dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một hàng số bằng 57,5 cm. Vừa rồi là thầy đã hướng dẫn cho các em nhân một số thập phân với 10, 100, 1000. Thì muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải 1, 2, 3 chữ số. Về nhà các em tiếp tục thực hành luyện tập và làm các bài tập trong website học toán vutiến thành.com để chúng ta rèn các kỹ năng thành thạo hơn. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng mới nhất. Chúc các em học thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán hãy đến với vutiến thành.com.